Xin chào các anh chị, trong video này thì Tùng sẽ hướng dẫn các anh chị cách sử dụng khóa số TSA trên dòng vali Lock & Lock Calafon Carrier 20 mà tungbalo.com đang phân phối chính hãng. Thì TSA là tên của Tổ chức An ninh Vận chuyển Hoa Kỳ và cái loại khóa mà họ cung cấp thường được sử dụng ở trên các cái dòng vali cao cấp. Thì khi mà nhà sản xuất bán những cái vali có khóa TSA cho chúng ta thì họ cũng cung cấp cái mã số mặc định là 3 số 0, giống như những cái dòng vali thông thường khác. Tuy nhiên cái cách đổi mã số 3 con số này thì nó phức tạp hơn một chút. Trước tiên là các anh chị kiếm giúp Tùng một cái bút hoặc là bất kỳ một cái vật nào mà có đầu nhọn như là ruộng móng tay hoặc là cái cây lấy sim của điện thoại iPhone chẳng hạn thì đều sử dụng được. Trước tiên để đổi số thì chúng ta sẽ mở khóa ra trước đã. Các anh chị đặt ngón cái lên đây, lên cái nút tròn ở đây này và đẩy nó lên. Sau khi đẩy lên thì hai cái tay khóa đã bung ra và lúc này chúng ta sẽ tiến hành đổi mã số. Các anh chị dùng cái đầu nhọn của cái bút ấn vào cái nút vuông kim loại ở đây và ấn xuống, nó sẽ kêu tạch một cái. Rồi, như vậy là được. Bây giờ chúng ta sẽ đổi ba con số này sang ví dụ như Tùng sẽ chọn là 123 đi. 123. Rồi, sau khi mà Tùng lựa ba cái con số mà Tùng đã chọn rồi thì Tùng sẽ đẩy cái chốt này lên lại một lần nữa để cho cái nút kim loại này nó trồi lên như ban đầu. Như vậy là ba con số đã được đổi sang 123 thành công. Bây giờ chúng ta sẽ thử khóa nó lại xem được chưa. Rồi, như vậy là Tùng đã khóa thành công được hai cái này lại bằng ba con số 123. Bây giờ chúng ta thử đổi lại nó về ba số 000 như ban đầu để xem còn mở ra được nữa không các anh chị. Đổi về 000 như ban đầu. Đẩy này lên. Rồi, không thể đẩy được nữa. Như vậy là cái con số 000 mặc định của nhà sản xuất cung cấp đã không thể sử dụng được nữa rồi. Mà bây giờ chúng ta muốn mở thì chúng ta sẽ phải dùng số 123 như khi nãy mà Tùng mới đổi xong. 123. Rồi. Như vậy là chúng ta đã đổi số thành công. Và khóa lại thì đơn giản thôi, chỉ cần là ấn lại hai cái chốt này vào là được, là chúng ta đã khóa. Thì Tùng có một cái chia sẻ kinh nghiệm cho các anh chị, đó là ngay sau khi mà các anh chị mở mã số trên vali để mở chốt ra thì chúng ta sẽ tiện tay và xoay luôn những cái này về bất kỳ một con số nào, để cái việc này là tránh bị lộ ba con số này đối với người lạ, cho người lạ biết. Thì khi mà chúng ta xoay về bất kỳ con số nào thì các anh chị đều khóa được nó vào bình thường, đều khóa được vali vào bình thường. Đây, khi mà muốn khóa lại chúng ta chỉ cần bấm cái chốt xuống thôi, đẩy hai cái nút này xuống là xong. Rồi, không ai có thể mở được chưa ạ. Và xin chúc các anh chị sẽ luôn có những chuyến đi an toàn, vui vẻ. Xin cảm ơn các anh chị đã theo dõi và hẹn gặp lại những video sau. Xin chào.